Kính chào cô chú anh chị, ngày mới an lành, rất vui gặp lại cô chú anh chị trên kênh Chung Một Vòng Tay ạ. Cô chú anh chị ơi, hôm nay tôi cũng có công việc đi ngang xã Nhân Mỹ nha. Gặp lại anh em cũ của mình ở trong công đoàn, hôm nay là cũng chuyển lúa xuống ghe để đi sấy. Dạ hôm nay tôi đến thì tôi cũng dừng lại, tôi cũng tạm dừng lại để tôi ghi hình cho cả nhà mình xem. Còn đây là khung cảnh ở phía bên ngoài của xã Nhân Mỹ nha cả nhà. Ở đây tôi mời cả nhà cùng tôi xem các anh ở trong công đoàn đang làm việc nè. Giờ này thì mặt trời chưa lên á, cũng cũng còn mát, cho nên mấy anh em mình tích cực làm để chuyển hết cái số lúa này xuống. Gặp lại bạn quen mình không ạ? Gặp lại mấy anh em quen không cả nhà? Nữa. Gặp ông anh nói chuyện như vậy thường ghê. Đâu rồi? Cái gì ta bắt giới? Bắt giới kìa. Đó, bắt giới đó. Thấy rồi, lâu lắm không gặp nè. Hello. Hello. Khỏe không? Chào bắt giới. Tuy là bắt giới nhưng mà có người có bị lớn đó cả nhà. Vậy chứ mà giỏi lắm cả nhà ơi. Lần trước là giác ba bao luôn á cả nhà. Không, tại vì lần trước là biểu diễn á, theo quay phim lần trước là cái là. Trời. Trong khi mấy anh em kia người ta giác có hai bao à, mình đánh quốc ba bao luôn. Hôm nay thì tôi cũng đến tính đi vào trong núi Sập để tôi quay trong khu vực trong núi Sập, nhưng mà đi ngang thấy mấy anh em vậy thôi kệ, dừng lại quay chút xíu cho cả nhà xem. Vui quá cả nhà ha. Ngày mùa thì khung cảnh của mấy anh em làm việc thật là dễ thương, nhộn nhịp lắm cả nhà. Tuy vất vả nhưng mà vẫn có tiếng cười trong công trong lao động ha cả nhà ha. Đó, công đoàn nè, đó đi là công cái đoàn xuống gì nè, gọi là công đoàn. Công đoàn. Yêu cầu không được hút thuốc nha. Cấm hút thuốc nha. Chọc cái ảnh cho vui á cả nhà. Tại vì rất nhiều lần tôi đã quay mấy anh công đoàn làm việc chuyển những bao lúa xuống ghe, tôi quay rất nhiều lần, nhiều clip rồi. Hôm nay gặp lại nữa thì thôi, kệ, cũng toàn là quen không à. Thì tôi cũng quay thêm cho cả nhà mình xem ha. Còn hả cô? Dạ. Công đoàn, công đoàn luôn hả? Công đoàn luôn nè, đó thì em hiểu vậy đó. Bữa nay chương trình của mình là gì nữa chạy? Thì cũng để về mới đặt tên được chứ còn chưa có biết đặt tên sao nè. Nhưng mà làm gì làm chứ giác lúa thì cũng phải để chữ giác lúa thôi, nhưng mà có thêm gì tên gì nữa thì để về đặt sao. Trời, nhà nước hỏi. Trời ơi, cảm ơn nhiều ha. Chị muốn có đặt tên gì không? Đặng biết mấy em coi. Không thì cũng giác lúa thì mình cũng để giác lúa thôi, nhưng mà không biết là thôi để gặp lại anh em công đoàn ở bên xã Nhân Mỹ đi. Xã Nhân Mỹ? Dạ. Rồi. Hôm bữa mình Kiến Thành thì mình để Kiến Thành, đây Nhân Mỹ mình để Nhân Mỹ. Trời, bấm vô coi có để cái hình hình nền đầu đó là thấy hết cái gì. Bắt giới hả chị? Dạ. Nhưng nay lúa ít quá, bắt giới không biểu diễn cho mình quay phim được. Không sao hết. Thấy mặt anh em vui khỏe là mình thấy mừng rồi. Đây là công đoàn mắc vợt. Sao lại sao là công đoàn mắc mắc vợt hay mắc vợt? Trời ơi. Đó, đi cái đòn nó cong xuống vậy đó cả nhà, cho nên gọi là công đòn. Chứ thay vì như ở những phố thị lớn á, thì người ta những bến cảng rồi thì người ta gọi là bốc vác hay hoặc là bốc xếp. Còn như ở nông thôn miền Tây quê tôi thì gọi là công đòn á cả nhà. Công đòn. Tại sao vậy? Bậy rồi, bậy rồi. Công đòn vui vẻ. Rồi cả nhà ơi, mình đến muộn cho nên là mình đến trễ, cho nên mấy anh em đã chuyển xong. Bây giờ có đi ở đâu thêm nữa không?
Dạ, em mấy em qua bệnh xã mừng xã nhân lại ba chị. Không biết rồi, không chịu, không biết rồi. Không, ngoài đình Nhân Mỹ nè. Đình Nhân Mỹ à. Bệnh đình vậy. Đi ra cái cây bồ đài đó chứ đâu. Nhân Lợi 2. Nhân Lợi 2 nhóm lại chút. Rồi vậy không biết rồi. Giờ còn tính đi qua bên núi Sập á, bển thằng quay bển nè, núi Sập cũng xa, núi Sập Nhân gì á, Thoại Sơn đó. Thoại Sơn. Ừ, bữa nay đi trễ chạy ngang gặp mấy anh em ngừng lại nè. À, thôi cả nhà ơi, dạ tôi cũng tính đi qua bên đó quay khu du lịch. Nhưng mà từ từ đi. À, thì thôi tôi cũng đến trễ, đến ghi hình được có một chút xíu thì là mấy anh em đã làm xong hết rồi. À, thôi tôi cũng xin thôi tôi mời cả nhà mình nè. Tôi mời cả nhà mình xem tiếp nha. Chào này, chào cả nhà nè. Đó, bắt giới đó nha cả nhà. Giỏi lắm cả nhà ơi. Tội nghiệp mấy anh em. Công việc thì nặng nhọc, vất vả nhưng mà cũng vẫn có tiếng cười trong lao động. Rồi đi sao hả? Cảm ơn nhiều. Trời ơi, nghĩ sao vậy trời. Trời trời, thôi cái vụ đó là mình đầu hàng hai tay hai chân luôn á, chịu thua rồi. Trời, buổi sáng khu vực Nhân Mỹ bà con mình nó sinh hoạt đông vui lắm cả nhà. À, thôi thì tôi chắc có lẽ tôi cũng dừng máy ở đây một chút xíu cả nhà ơi, có gì thì mời cả nhà mình xem tiếp nha. Cả nhà ơi, hôm nay đi công chuyện đi ngang nè cả nhà. Giờ thấy mấy anh em đang chuyển lúa đi xuống ghe để đi sấy. À, tôi đến tôi ghi hình lại gửi đến cho cả nhà mình xem nha. À, mấy anh công đoàn đang làm việc nè. Đức ơi, bà chụp hình xe mày Đức ơi. Mày trời cứu mày đó. À, với tôi á, thì những cái clip mà quay ghe lúa của quê hương tôi á, thì là không bao giờ mà nói là kết thúc được hết á. Bởi vì đây là công việc chính của quê hương tôi, quê hương miền Tây, nông thôn miền Tây của tôi đây nè cả nhà. Không phải là đây là clip đầu tiên của tôi mà rất nhiều clip tôi đã quay anh em công đoàn chuyển lúa xuống ghe để đi sấy. Không phải đây là clip đầu tiên, nhưng mà những cái vấn đề những hạt lúa đi. Xé là phải ra gạo nha. Nói gần ghẻ. Dạ. Thì đề tài về vấn đề ghe lúa về thu hoạch của bà con mình thì đề tài muôn thuở cả nhà ha, không bao giờ kết thúc được cả nhà. Và còn đây xin giới thiệu với cả nhà, đây là dòng sông Ông Trưởng nha. Dòng sông Ông Trưởng này của chúng tôi thì hiện tại đang nửa năm chèo nữa, anh để cho em giới thiệu chút xíu đi. Hiện tại thì nước đang ròng sát lắm cả nhà, cho nên là bỏ bãi rất là xa, nhìn dòng sông nó nhỏ hẹp. Mà mỗi khi mà nước kém như thế này thì nước rất là đục. Dạ, đây là dòng sông Ông Trưởng chạy qua rất là nhiều xã. Mấy anh ơi, cái ghe này có trọng tải bao nhiêu vậy ta? Như tới 60 à. Cái gì ghe này 60 trời. Người ta nói nghe đi. 60 tấn. Ủa sao em thấy cái 120 tấn thì cũng trời ơi, 120 khác rồi, 60 gì được rồi. Ủa vậy em cũng thấy bụi với ta. Dạ. Vậy là mấy lần trước quay 120 là bự dữ lắm luôn ta. Nước rồng. Trời ơi. Chùa quay cái anh đẹp trai cười thì có duyên giá sợ luôn. Mặc áo thì màu vàng, đội nón màu xanh nè cả nhà. Trời. Áo thì màu vàng, đội nón xong thấy được. Quay công đoàn ông ơi. Trời ơi, ông chửi thề hoài vô hết trong máy rồi, bà con người ta ở trong nước ngoài nước người ta coi. Trong nước ngoài nước người ta coi kỳ lắm trời. Thấy tôi giác lúa không? Thấy. Thấy rồi, cái người ta bình luận người ta nói trời ông anh đẹp trai giác vào lúa đi còn hơn. Cái này trong mấy chỗ nhỏ anh ha. Rồi cái là chuyển ra, chuyển bằng xe ra. Dạ, chuyển ra bằng xe ra. Thấy nó đã bao lúa lên không?
ghe lúa 60 tấn chở đi sấy cả nhà. À, mình chở về đâu sấy vậy anh? Biết nó gì, gì kho nào đó. Dạ. Trời vui nhất là cái ngày mùa ha. Nhưng mà tại cái này còn ít nè, chứ hồi trước em thấy là mấy ảnh giác là để dọc bờ kinh không mà nhiều lắm luôn á. Là lòng để bờ kinh. Là cấp đó là nhiều phải không anh? Còn ta mới quay chưa xong nè, hỏi chừng nào đăng rồi. Dài ba bữa nữa đăng là thấy liền luôn. Dài bữa nữa đăng lên đài đài hả? Ờ à, đăng lên đài, đăng lên vô cái kênh YouTube Ấm Áp Miền Tây nha. Ấm Áp Miền Tây ha. Ok. Mình có hai kênh lận. Còn một kênh Chung Một Vòng Tay nữa, bấm vô cái bên này không có thì bấm vào bên kia. Vòng vòng tay như ấy hả? Chung Một Vòng Tay. Chung Một Vòng Tay. Rồi. Ấm Áp Miền Tây. Miền Tây. Rồi. Bữa nay không có đi tác nghiệp, bữa nay là đi công chuyện cho nên là nhìn lè phè. Chứ mình đi quay buổi sáng không, không quay buổi chiều. Bữa nay tại đi công chuyện nè. Nhưng mà cái tật quen rồi, hãy đi đâu cầm cái máy theo. À, dòng sông Ông Trưởng thì là đi qua rất nhiều xã. Từ bắt đầu thì tôi không biết là đầu nguồn bắt đầu từ đâu. À, tôi không biết là bắt đầu từ đâu. Nhưng mà không, tôi không biết cái dòng sông này bắt đầu và kết thúc từ đâu. Nhưng tôi chỉ biết là chạy qua rất nhiều xã. Dạ, từ xã Kiến An, Kiến Thành. Mà mỗi một nơi nó có một cái tên riêng của địa phương đó cả nhà ơi. Ví dụ như đi ngang qua Kiến Thành thì nó là dòng sông Kiến Thành. Đi ngang qua dòng sông Mương Lớn thì có gọi là dòng sông Mương Lớn. À, nhưng chung hết thì vẫn là một dòng sông Ông Trưởng, chỉ có một tên duy nhất cái nhà ha. Đó, đây là nỗi nhọc nhằn của anh em công đoàn quê tôi, với công việc mưu sinh vất vả như vậy đó cả nhà. Đây không phải là một cảnh duy nhất, một clip duy nhất mà tôi đã quay anh em công đoàn làm việc. Cũng rất là nhiều clip tôi đã quay vác lúa và đăng lên rồi. Nhưng bây giờ thì cũng không ngoại lệ, thì cũng tương tự như vậy thôi. Nhưng vì công việc đi ngang qua tôi thấy thì tôi ghi hình lại để gửi đến cho cả nhà mình xem. Thu hoạch mãi cho đến hôm nay vẫn còn thu hoạch lúa này cả nhà. À, theo như tôi tìm hiểu như những lần trước mà tôi giải thích với lại cả nhà đó, công đoàn tại sao không gọi là bốc xếp hay là bốc vác mà phải gọi là công đoàn, bởi vì là khi mà vác vào lúa nặng đi xuống thì cái đòn bắt xuống ghe lúa này đi nó sẽ cong xuống cả nhà, và từ đó gọi là công đoàn luôn. Chỉ đơn giản cái vậy thôi. Nghe thì như là chuyện khôi hài, nhưng thực tế là cái tên công đoàn bắt đầu có từ đó và mãi cho đến ngày hôm nay. Sương hết nghỉ nha. Rồi xong nhiệm vụ trên xe rồi đó. Sao? Công đoàn không có, nói gì đó. Công đoàn năm có ha. Rồi chừng nào mà thành lập mà cái năm bây giờ là công đoàn năm có phải không? Chừng nào thành lập cái công đoàn 50 thì cho em hay nha. Năm không là hết. Tới năm không là đi đó. Tới năm bảy. Trời ơi, phun nước miếng nói lại. Trời ơi, nói nghe sợ. Năm không là đi đó. Anh đẹp trai nói chuyện, nói chuyện bạc mạng được chứ. Năm không là lớn đó. À, thôi hết rồi cả nhà, chỉ có chuyện có một xe tải xuống để cho đầy thôi, còn chuyến nào nữa không anh? Hết hả? Rồi muộn màng rồi cả nhà ơi, chỉ có nhiêu đây thôi, có mấy phút thôi à. Đúng rồi, túm lúa này xuống luôn chứ bỏ đây ha. À, thôi bây giờ anh em cũng đã chuyển lúa xuống ghe hết rồi, chúng ta đi lên phía bên đường nha cả nhà. Lên đường xem, đây là đường lộ của xã Kiến Thành. Đưa chúng ta về đến chợ Cái Xài hay là chùa Tây An được cả nhà nha. Và đây là phía này là phía đi về chùa Tây An nè ha. Về chùa Tây An Kiến Thành. Nhưng mà lo chạy đi chứ không chạy, một hồi chút xíu là mưa nè, đó chuyển đen thùi đi nè.
Thôi cả nhà ơi, mình xin tắt máy mình chạy về nha cả nhà. Hôm nay không có đem áo mưa theo, lỡ mưa một cái là ướt hết đó cả nhà. Đừng có chụp quay đó. Thôi tạm biệt mấy anh em nè, chúc mấy anh em thật nhiều sức khỏe nè. Đừng có chụp mấy. Dạ. Mấy xe tải đừng chụp đó. Đâu có sao đâu. Chụp vô luôn hả? Chụp hết vô luôn rồi. À, mấy sếp chào, bye bye đi mấy sếp. Bye bye kìa, bye bye. Dạ, sao tạm biệt mấy anh nha, chúc mấy anh thật nhiều sức khỏe nha. Khỏe chân, khỏe tay để mà làm việc thật nhiều hơn nữa nha, thu nhập cao hơn nha. Trời dạ, năm nay sang năm đi hết trơn. Đúng là trời, biết tạo trời, tao về trước coi. Dạ. Nào mày có mày cái gì đường tao không? Ghé đi giùm. Về đi nữa tiền phải tính sao? Lúc đó lấy. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.